Hello, xin chào các bạn. Đây là bài Single Leg Hip Thrust. Tức là các bạn chúng ta sẽ thực hiện bài Hip Thrust bằng một chân nhé. Các bạn chúng ta ép bả vai xuống dưới mặt sàn này. Bụng rút toàn bộ hơi ra. Tất cả các bài trên mặt sàn, các bạn lưu ý chúng ta áp dụng phương pháp bracing mà Hương đã dạy, đã chia sẻ với các bạn buổi hôm trước rồi nha. Để hạn chế cái vấn đề lưng của các bạn nó bị võng, chúng ta nén cái lưng xuống giúp mình ha. Một chân co lên, mũi chân sẽ co lên này, ép bả vai xuống này, chưa? Lên, lên này, các bạn lưu ý này, chúng ta sẽ dùng lực hông này để chúng ta đẩy và siết cái mông lại các bạn nhé. Chứ chúng ta không cong lưng như thế này các bạn nhé, thế là sai. Ok, điều chỉnh lại này, ép xuống này, lên, xuống, lên, xuống. Bài này không dùng quá là nhiều lực vì các bạn chúng ta đang không nâng tạ nặng thì sẽ có hai phương pháp hít thở. Một là các bạn chúng ta nén hơi và thực hiện hết động tác thì các bạn thở ra. Hai là cái gì ạ? Các bạn chúng ta hít thở đều ok, không vấn đề gì hết. Miễn sao các bạn chúng ta lưng thẳng và không võng là được. Đôi khi không cần phải quá là máy móc. Lên, xuống này, lên, xuống. Thì khi các bạn chúng ta thực hiện bài single leg hip thrust này thì nó sẽ đau cái khu vực mà mông các bạn chúng ta trụ nhiều hơn là các bạn chúng